Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2020 của kênh truyền hình VTC14. Thưa quý vị, Thủ tướng yêu cầu khởi động dự án sân bay Long Thành trong tháng 10 năm nay. Nội dung này được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong cuộc làm việc vào sáng ngày hôm nay 21 tháng 7 với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về công tác giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo Thủ tướng, công trình trọng điểm quốc gia này phải khởi động trong năm nay, trước hết là trong tháng 10 tới thì có hơn 1.800 ha đất sạch để Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam khởi công hạng mục của dự án. Muốn vậy thì phải làm tốt tái định cư cho dân, phải đền bù giải phóng mặt bằng tốt, phải chủ động, tập trung cán bộ. Đối với ACV và Bộ Giao thông Vận tải, ngoài việc không giãn tiến độ, phải sớm hoàn thiện báo cáo khả thi của dự án. Trong đó, Hội đồng Thẩm định Quốc gia sẽ chủ trì phối hợp thúc đẩy các cấp, các ngành để thông qua sớm báo cáo Thủ tướng. Dự án sân bay quốc tế Long Thành có công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm sau khi hoàn tất 3 giai đoạn vào năm 2050. Tổng mức đầu tư là 336.630 tỷ đồng, tương đương với 16 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Chính phủ cũng vừa đồng ý về nguyên tắc các tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng, Hà Nội – Quán Triều và Yên Viên – Hạ Long được nhà nước hỗ trợ khi thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ an sinh xã hội. Theo đó, 3 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng, Hà Nội – Quán Triều và Yên Viên – Hạ Long được khôi phục chạy lại sau một thời gian bị tạm dừng do dịch COVID-19 từ ngày 16 tháng 3 hoặc giảm tần suất khai thác do mật độ khách đi ít, doanh thu không đủ bù chi phí. Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, mỗi năm, để duy trì vận hành 3 tuyến tàu an sinh, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội lỗ tới 20 tỷ đồng với tần suất mỗi ngày một chuyến. Chạy tàu an sinh mang tính trách nhiệm với xã hội nhiều hơn là tính đến lỗ lãi. Nếu dừng chạy tàu an sinh thì quyền đi lại của người dân cũng sẽ bị ảnh hưởng, hạ tầng đường sắt không được duy trì, bảo trì thường xuyên sẽ xuống cấp, hư hỏng và đây là điều lãng phí cực lớn. Tổng Công ty Đường sắt kỳ vọng có chính sách hỗ trợ để bù đắp các chi phí cho đơn vị vận tải đường sắt để có thể duy trì các chuyến tàu. Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an vừa yêu cầu lực lượng Cảnh sát Giao thông trên toàn quốc mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động kỷ niệm của nhà nước và đi lại an toàn của nhân dân trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cụ thể, trên đường bộ sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lái xe sử dụng rượu, bia, quá nồng độ cồn quy định, điều khiển xe chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, xe khách dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định, chở quá số người quy định, xe tải chở quá trọng tải, đi không đúng phần đường, làn đường, không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không đúng quy định, người ngồi trên mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm cài quai không đúng quy cách. Trọng tâm là các thành phố trực thuộc Trung ương, các địa phương có nhiều khách du lịch, các tuyến giao thông trọng điểm quốc lộ 1A, 5, 10, 18, 20, 51, các tuyến đường bộ cao tốc. Trên đường sắt, lực lượng Cảnh sát Giao thông đường sắt, đường thủy cùng phối hợp với chính quyền, công an các địa phương và ngành đường sắt, đường thủy tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, đặc biệt chuẩn bị kỹ các phương án chống lụt, bão. Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cho biết trong thông tư 58 của Bộ Công an về thủ tục cấp đổi, thu hồi biển số xe, đăng ký xe có một điểm mới. Theo đó, giấy đăng ký ô tô, xe máy sẽ chuyển sang loại thẻ nhựa trên nền màu vàng gắn mã QR từ năm 2021. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, giấy đăng ký ô tô, xe máy, máy kéo sẽ được làm bằng vật liệu nhựa dẻo, chống nước, chống xước, chống ăn mòn, thay vì bằng giấy như hiện nay. Phía góc phải trên cùng của mặt trước giấy đăng ký có mã QR, mã hóa các thông tin số khung, số máy, tình trạng kỹ thuật của xe. Kích thước, màu sắc của loại giấy này giống với bằng lái xe hiện tại. Trường hợp người dân có nhu cầu đổi giấy đăng ký xe sang loại mới nhỏ gọn, không cần phải mang theo xe thì chỉ cần mang giấy đăng ký xe là có thể làm thủ tục đổi được trong ngày. Chi phí cấp mới giấy đăng ký ô tô, xe máy kèm biển số là 150.000 đồng. Nếu chỉ đổi giấy đăng ký thì chi phí là từ 30 đến 50.000 đồng. Thưa quý vị, việc kích cầu du lịch trong nước khiến người dân đổ xô đi du lịch trong thời gian qua. Điều này khiến giá vé máy bay trên một số đường bay trọng điểm, đặc biệt là đường bay đến các điểm du lịch nổi tiếng, đang có chiều hướng tăng cao so với những ngày trước đó.
Cụ thể, với đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh khởi hành vào ngày 21 tháng 7 của Vietnam Airlines có giá thấp nhất là 1.690.000 đồng một vé. Với hành trình Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh của Vietjet Air khởi hành ngày 21 tháng 7, giá vé thấp nhất là 879.000 đồng một vé nếu bay sớm hoặc bay đêm. Tương tự, hành trình Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh của Bamboo Airways khởi hành ngày 21 tháng 7 có giá là 1.445.000 đồng nếu bay đêm. Các chuyến bay vào các khung giờ đẹp có giá thấp nhất từ 1.745.000 đồng một vé. Các mức giá nói trên chưa bao gồm thuế phí. Các hãng cho biết, càng mua xa ngày bay, hành khách càng có cơ hội mua vé với mức giá thấp. Theo đánh giá của đại lý, mức giá các hãng hàng không đang mở bán cũng chỉ tăng khoảng 20% so với giai đoạn sau dịch COVID-19, khi các hãng hàng không đồng loạt giảm giá vé nhằm kích cầu du lịch. Tiếp theo ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xe ben bị lật xuống suối do lũ quét, tài xế tử vong trong cabin tại Hà Giang. Sự việc xảy ra vào sáng nay 21 tháng 7 trên địa bàn xã Minh Sơn, Bắc Mê, Hà Giang. Theo đó, vào khoảng 7 giờ sáng, chiếc xe ben chưa rõ biển kiểm soát đang lưu thông qua địa bàn xã Bắc Mê thì bị rơi xuống suối. Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã huy động lực lượng cùng hai chiếc máy xúc đến hiện trường để cầu chiếc xe lên bờ. Tuy nhiên, tài xế đã tử vong trong cabin. Tài xế container phanh cháy lốp, đánh hết lái, lao xe xuống ruộng, cứu người đàn ông đi xe đạp băng qua đường. Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 trưa nay ngày 21 tháng 7 tại ngã tư Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ. Chiếc xe container đang lưu thông trên đường tỉnh 317. Khi tới gần ngã tư Đào Xá thì bất ngờ người đàn ông đi xe đạp sang đường. Tài xế container phải phanh cháy lốp, đánh hết lái sang trái, chấp nhận lao xe xuống ruộng để cứu mạng người đàn ông đi xe đạp. Rất may vụ việc không có thương vong về người, tuy nhiên xe container hỏng nặng. Say rượu, người đàn ông đi xe máy tự ngã xuống đường. Sự việc xảy ra tại quốc lộ 217 đoạn qua thôn Đông, xã Vĩnh Long, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Clip được camera hành trình ghi lại sự việc cho thấy người đàn ông đi từ đám cưới ra, điều khiển chiếc xe máy rất loạng choạng, có vẻ đã say rượu. Đi được một đoạn thì bất ngờ ngã xuống đường. Rất may lúc đó các phương tiện lưu thông qua đoạn đó đều đi chậm nên không có tai nạn đáng tiếc xảy ra. Tài xế taxi cố tình nhấn ga đâm thẳng vào đồng nghiệp vì tranh cãi trên đường. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip được camera nhà dân ghi lại toàn bộ sự việc hai tài xế taxi tranh cãi với nhau trên đường. Cụ thể, tài xế taxi màu đỏ đã nháy đèn muốn tài xế taxi màu trắng nhường đường cho mình. Lời qua tiếng lại, khi tài xế xe trắng không chịu nhường đường cho mình còn ra tay đánh mình, tài xế xe màu đỏ đã nhấn ga đâm thẳng vào tài xế xe màu trắng khiến người này bị thương. Ô tô sang đường ẩu, hạ gục xe máy đi xe làn. Đoạn clip được camera hành trình ghi lại cho thấy chiếc xe ô tô từ trong đường nhánh đi ra đã thiếu quan sát, khuất tầm của chiếc xe buýt, cố sang đường, đâm vào người điều khiển xe máy đi xe làn. Vụ việc khiến người điều khiển xe máy bị ngã xuống đường, rất may đây chỉ là va chạm nhẹ. Lái xe công nghệ tử vong do va chạm với tàu hỏa. Khoảng 6 giờ 5 phút sáng nay ngày 21 tháng 7, tại km 11+500 đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa và một người đi xe máy. Hậu quả là người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Vào thời điểm trên, một người đàn ông mặc quần áo xe ôm công nghệ điều khiển xe máy biển kiểm soát 34P40832 lưu thông từ ngõ ra do thiếu quan sát và đã va chạm với tàu hỏa đang chạy về hướng ga Giáp Bát. Công an huyện Thanh Trì cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định danh tính người điều khiển xe máy là Ngô Văn Thường, sinh năm 1966, trú tại xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Uống rượu bia và lái xe, giá đắt phải trả.
quý vị, thi công các dự án giao thông đã phức tạp, nhưng thi công các dự án này trong đô thị còn đòi hỏi rất nhiều yêu cầu khắt khe vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến một bộ phận rất lớn người dân khu vực và người tham gia giao thông. Và dự án mở rộng tuyến đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội là một ví dụ điển hình về sự chậm chạp trong quá trình thi công, dẫn đến việc ùn tắc nghiêm trọng và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ tới hàng trăm hộ dân ven đường cũng như là người tham gia giao thông qua khu vực này suốt một thời gian dài. Đường xuống cấp, ổ gà, bụi bẩn, không còn ranh giới giữa lòng đường và vỉa hè. Đó là tình trạng hiện tại của phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau gần một năm thi công cải tạo, con đường dài 434 m, đến nay các hào hố trong quá trình giải phóng mặt bằng vẫn chưa được san lấp mà vẫn còn nguyên hiện trạng. Mỗi đơn vị thi công đến và đi chất đống phế thải xây dựng hai ven đường như thế này. Dân cư mật độ rất đông, mà đường thì coi như là để nó bừa bộn quá mà rất hẹp, nên là cái tai nạn và cái bụi bậm của dân người ta bất xúc. Quá bụi bậm, quá là bầy, quá là ô nhiễm, đi rất là khó khăn, bởi vì là chỗ nào cũng bầy chọc ngoáy như thế, nhưng mà nó cứ để hàng mấy tháng chả thấy chuyển, làm thì làm luôn. Hố thì trước cửa là họ để đào xong họ để nguyên đấy mấy tuần trời luôn, mấy tháng ấy. Rất là nguy hiểm thật, vì là ngoài những cái hố cống họ đào lên, vỉa hè không có chỗ đi bộ rồi. Đấy, còn những vật tư liệu để lên vỉa hè thế thì người dân đi tắc đường thì đi rất là chậm và thực sự là rất là nguy hiểm. Nếu mà đường xá để như thế này thì thực sự là không đi nổi. Thời gian mà bằng cái dự án làm việc này nó rất là lâu, nhúc nhắc thôi. Có khi cả tuần nó có vài người ra đào sớm một tí xong lại bỏ đấy. Quá khó khăn trong việc đi lại suốt một thời gian dài, nhiều hộ dân khu vực đã phải tự làm cho mình những chiếc cầu như thế này. Thậm chí tự bỏ tiền san lấp mặt bằng cho phẳng để đi lại. Cách đây không lâu, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã đưa ra thông báo sẽ đình chỉ thi công nếu không đảm bảo an toàn giao thông đối với việc thi công cải tạo, sửa chữa các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, thực tế, các chuyên gia cho rằng việc dừng thi công hay thay đổi nhà thầu không phải là chuyện đơn giản. Dừng thi công, đổi nhà thầu cũng đồng nghĩa với việc người dân lại càng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm và khó khăn. Bên cạnh đó cũng kéo dài thời gian chiếm dụng hạ tầng, gây xáo trộn và thiệt hại về kinh tế. Các chuyên gia cho rằng, để giải quyết tình trạng này, cần phải có cam kết rõ ràng cùng sự ràng buộc về pháp lý giữa chính quyền địa phương và đơn vị thi công. Chính quyền địa phương ở đó có quyền trưng tập các cái đơn vị thanh tra, các cái đơn vị tư vấn khác nhau để mà đưa ra những cái giải pháp có tính bắt buộc đảm bảo cái an toàn trong cái việc lưu thông khi mà công trình xây dựng tại đó có nguy cơ mà gây nguy hiểm cho những người mà đi qua trong quá trình xây dựng. Còn theo đại diện ban quản lý dự án quận Thanh Xuân, tuyến đường thi công chậm không chỉ do phức tạp trong công tác giải phóng mặt bằng mà còn ở việc triển khai di dời hạ tầng kỹ thuật, bởi chỉ khoảng vài trăm mét nhưng có tới 3 trạm biến áp bắt buộc phải di dời. Ban đầu, quận trình phương án lên thành phố chỉ di dời cột điện lùi vào phía trong và giữ nguyên việc đi nổi đường điện. Tuy nhiên, thành phố Hà Nội lại chỉ đạo với tuyến đường làm mới như Vũ Trọng Phụng phải đi ngầm toàn bộ. Do vậy, quận phải mất thêm thời gian để lên lại phương án đi ngầm hệ thống điện, cũng như mất thời gian để tính toán lại chi phí triển khai. Tuyến đường Vũ Trọng Phụng hiện nay đã về cơ bản là xong phần giải phóng mặt bằng, hiện nay đang còn trong công tác việc di dời hạ tầng liên quan đến di dời các trạm biến áp và sẽ di rời hạ ngầm các cái dây điện trung hạ thế. Thì chúng tôi hiện nay đang trong quá trình vừa triển khai công tác di rời hạ tầng, vừa triển khai công tác thi công. Hiện nay chúng tôi đang thực hiện làm công tác là làm hào và làm cống trên các cái vỉa hè của đoạn Vũ Trọng Phụng. Chúng tôi đang tập trung cao độ cùng nhà thầu để tập trung triển khai và cũng có cam kết để sẽ khẳng định là trước Tết âm lịch chúng tôi sẽ có bàn giao con đường để đưa vào sử dụng. Như vậy, ít nhất phải nửa năm nữa, những người đi bộ sẽ không phải chen chúc dưới lòng đường. Tình trạng ùn tắc và ngập úng mới chấm dứt. Và ít nhất phải nửa năm nữa, những hộ kinh doanh mới thôi phải thấp thỏm vì lượng khách sụt giảm. Bản tin giao thông an toàn ngày 21 tháng 7 của kênh truyền hình VTC 14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.